Quang Đỗ xin chào các bạn. Tối hôm nay là cái khu phố của mình là khu phố Bùa Bọt ở của phường Phú Trinh. Thì các anh em công an khu vực đã đi tuyên truyền cổ động cho các bà con của cái khu phố này, nhất là các nhà nghỉ an toàn phòng cháy chữa cháy và đề phòng trẻ gian trong những ngày Tết. Chẳng hạn như là đi lấy xe vào nhà nghỉ là coi như là hai người, nhưng mà một người ra lấy xe trước, một người sau ra, coi như là hô oán lên là tôi mất xe. Đó, tình trạng này là các nhà nghỉ là vừa rồi là nhà nghỉ 79 bên Đào Duy Anh là đã bị cái sự vụ này. Cho nên là tối hôm nay là các anh em công an của phường Phú Trinh cùng với khu phố đến vận động và cổ động tuyên truyền cho các nhà nghỉ và toàn khu vực này để hiểu rõ cái tình trạng chuẩn bị sắp tới Tết đến. Quang Đỗ xin chào các bạn. Sao vụ gì đây? Vụ gì đây? Đi tuyên truyền cho bà con là coi như phòng cháy chữa cháy rồi là an ninh trật tự là phải cố gắng là coi cũng như là ráng giữ là cây kiển rồi là của đó là mình tự giữ, với lại bữa nay là tình trạng nó lợi dụng là coi như nó vào nhà nghỉ là coi như nó ra, rồi hai đứa cứ vô rồi cái là ra đứa mình chưa kịp ghi tên ghi họ là coi như ra lấy xe đi mất con kia xuống lấy xe mất xe là cái đó tình trạng 9-7 giờ rồi bị cái gió đó. Cái đó bị hoài kỳ đó bị hạnh nó cũng bị nữa nè. Mình muốn nói bà con là phải chú ý những cái đó là thật rõ ràng là thật nhiều lại là coi như là để là Tết đến rồi là cái tình trạng là coi như là lẫn lộn là mình không thể lường trước được nên thành thử là sáng ra đi vận động bà con là nhất là cái phòng chống cháy nổ, cái là những cái nguyên tắc là coi như không dùng pháo. Tức là trong hàng năm thì cũng pháo thì chắc mai ấy đâu vậy mà mình nó nổ ngoài á, này pháo nó không nhiều chứ cái nên nó chế hả, tự chế hay tự chế là một hai nữa là pháo ba cái pháo mua cũng dễ lắm, này pháo mua dễ lắm, nãy giờ đi cái vừa rồi đi hết. Thực hiện là cái cẩn thận mấy cây mai nha. Những cây mà để ngoài này cây này là phải nhưng mà treo đèn là không ok đâu. Treo đi. Phải coi ngó rồi. Cảm ơn nha. Phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy. Này, cái này cháy này, cho nó cháy cái này nè. Chứ nãy giờ mình tưởng nó đem tới đo nồng độ ngay trước nhà nghỉ không hả chứ. Xong chưa? Bên kia xong chưa? Xong hết rồi. Đi luôn chú Đậu ơi. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Con gửi tờ tiên truyền. Rồi. Giết chú Đậu mày mấy lần. Quay sang chống được bụng đó nha. Quay sang chống được cái bụng đó. Rồi, ok. Chống bớt đi. Chống ra được giấy. Quay sang còn lấy. Rồi, bên này không có giấy hả? Bên này có kiển cái bay hả? Không bị lấy hả? Lấy đâu? Ủa bị lấy thiệt hả? Nó bứng có 15 phút thôi. Cái cây của anh cách đây 4 năm. Đúng là chạy lá xong đằng ngoài mai Bình Định, mai lúc đó mua 3-4 triệu chứ đâu có ít gì đâu. Cách đây 5-6 năm rồi. Rồi sáng 29 rồi nó đưa vô cái coi như là nó phỏng tay trên luôn. Nó cũng vũ sổ luôn. Anh chờ gì xích. Không ai gì xích đèn thua vậy. Tối nay tôi qua tôi canh me, tôi dở bóng đèn bóng đồ luôn hết luôn chứ. Rồi chia tay.